ơi, chú nè, em có trò chơi không? Có cái gì nè? Đó, đố con số mấy đây? Nào. Giỏi quá vậy. Rồi, số này số mấy đây? Số 2. Giỏi. Hải Đăng ơi, chữ này chữ gì đây? Chữ B. Chữ B. Giỏi quá vậy. Chữ này? Chữ kêu. Ủa gì vậy? Không suy nghĩ luôn á. Em giỏi, đúng luôn rồi. Sao vậy, sao nhớ hay vậy? Hiểu gì ta? Quốc Khánh ơi, cho chị hỏi là 2 tuổi rưỡi Quốc Khánh có biết đọc chữ không? 2 tuổi rưỡi là hình như là em không biết tự đi vệ sinh luôn đó. Trong lúc là bé Nghĩa với bé Đăng chơi với nhau thì chắc là xin phép được phỏng vấn chữ này. Dạ, mẹ của bé Đăng. Trời ơi, anh Nghĩa anh hợp với cái bối cảnh đó quá à. Đồ đồ quá. Dạ, bé Đăng là gần như là chỉ ở nhà chứ chưa có tham gia một cái lớp học nào phải không ạ? Dạ chưa, chưa đi học. À, chưa đi học nữa. Lúc nào mình phát hiện là bé Đăng có một cái sự rất là nhanh nhạy về con số và con chữ ạ? Lúc 18 tháng là bé đã biết đọc chữ rồi. Hả? 18 tháng? Dạ. Cái tuổi đó là cái tuổi mà mấy bé còn đang bập bẹ. Dạ, tại lúc đó bé chưa nói gành mà đọc chữ gành hơn nói chuyện. À, vậy hả? 3+3+3 bằng 9 luôn. Làm toán luôn nội ơi. 3+3+3 bằng 9 luôn. Anh ơi, anh nhìn cái bài toán bé tự làm. Bé làm 4+5 bằng 9. Xong rồi bé nói thêm nữa là 3+3+3 cũng bằng 9. Ồ, bé như là phép cộng luôn hả? Dạ. Dạ, chị ơi, từ 18 tháng là bé đã đọc được chữ. Thì từ bao nhiêu tuổi thì là biết con số ạ? Lúc mà 18 tháng cũng biết số luôn rồi. Tự nhiên biết số biết chữ luôn dạ. Hả chị? 13 tháng là chữ cái tiếng Anh tiếng Việt biết hết rồi biết số luôn. Ủa? Chị ơi, nhưng mà cái trường hợp nó xảy ra như thế nào chị? Cái hoàn cảnh khi mà chị phát hiện bé biết đọc hết những cái đó nó xảy ra như thế nào? 13 tháng là tự tình cờ là giống như Tết về ngoại nó mấy bao phân thuốc là tự nó lại nó đọc luôn là cả nhà ai cũng bất ngờ. Là đọc chữ cái thôi hay là ghép chữ lại đọc luôn em? Đọc chữ luôn, nhìn chữ nó đọc luôn. Ủa? Là đọc chữ luôn á, chứ không phải là đọc từng chữ cái một nha. Vậy thế là bé bắt đầu biết nói. Chuyện là biết nói là từ mấy tháng ạ? 13 tháng là bé biết nói. Là vừa biết nói là vừa biết đọc luôn á. Trời, 13 tháng là biết nói rồi. Ủa, 13 tháng mình có biết nói không? Vậy bây giờ mình thử đi. Mình thử bé liền đi. Mình vô thử thách liền đầu tiên đi. Chứ giờ bé thấy bé nôn quá rồi.